Cặp này là ITT nha anh em, lâu cũ rồi. Không. Cặp này của Đức luôn nha. Cặp này anh em là thích treo lên này, nó làm mấy cái lỗ này nè. Treo lên là đỡ sát dùng được lò tranh nè. Chà, rồi bật cái đèn là kẹt cái bóng rồi. Rồi. Đó, cặp này một cặp này. Cặp này là 2 triệu nha. Ở đây mình có một cặp đây nữa nè anh em. Cặp đây của Đức luôn này. Rất là đẹp nha anh em. Cái thợ mộc nó làm đẹp lắm không? Thấy cái thùng đẹp không? Mới đó này. Đó, thấy chưa? Có mã ở đây. Nên là thích thì Google nha. Đó. Con này 80W nè. 45Hz cho tới 20.000Hz nè anh em. Này của Đức luôn nha. Nhưng mà dây nó cắt sát lạc bên đó rồi anh em ơi. Đó, cái này mà bữa giờ mà nó không cắt là bán lâu rồi nha. Nèo nó về tìm cách móc ra nha, nèo nó cắt sát ở đây luôn nè, thấy cái chỗ đây cái lon cái dây không nè, cắt sát luôn. Bên đó cắt nha, người ta cắt bên đó nha. Cặp đó là thấy đẹp á nè. Trong có cặp Philips nữa nè, Philips bí nha. Cái này là bí sản xuất nha. Nè. Benjamin này. Coi chưa? Đây mình chiếu có cặp mặt cặp đế đây. Bữa nay nên là hỏi đây. Và đang 1.500.000 nha, có thùng còn đẹp này. Cái này cũng có đất luôn nha. Này, 1.500.000 này. Cái này cũng 1.500.000 nữa này. Cái này như mất cha là cái hiệu này, mất là hiệu này. Cái này của Đức là mình biết nha, cái này 4 ôm này. Thùng nó cũng đẹp. Cái hơi căng nó rớt nào dưới đây rồi, vẫn có hơi căng nha, hai cái giống vậy. Chưa? Còn cái nào lạ là chiếu cho anh em này. Rồi. Có nhiêu rồi thôi anh em ơi. Lo cũng nhiều quá nè. Rebel Mỹ hả không? Nên là 12 triệu nha. Cặp lại mã cái đời bao nhiêu cũng chả nhớ hả nè. Cái này của cái này là giống nhau này. Kiểu cái này này. Đó. Có cái cặp nhỏ 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 đó. Có cái cặp lo tranh nữa đây nè. Này chơi lo thì nhán nha. Lo Đức các hiệu nha anh em. Đây mình có một con Philips nha nè. Lo toàn giấy nè. Có cái phiểu này nè. À. Con này là 970 nha. Máy nút này là bấm cảm ứng nha nè. Còn Relatix đây nữa. Chắc tùm lum nè anh em ơi. Có cái con nào nữa. Con à có con này nè. Con này Telefunken nè. Đó, con này Telefunken nè. Rồi chưa? Cặp này là Isofon nha anh em. Isofon này. Isofon nha. 50-4 này. Trong này có 3 lo nha. Bát mít chép. Nó là cũ móng ngựa nha anh em. Anh em cần thì mình gửi qua cái hình của ruột cho nó coi. Đó, con này là Isofon nha, của Đức gì luôn nha anh em này. Một cặp nha. Đây mình có 2 con đồng hồ nha nè. Con này là vai bò nha. Vai bò của Mỹ 2 lỗ này. Mấy bằng đồng nha. Đó, với con này nữa. Con này nó dạng bán nguyệt nha. Phù điêu. Con này, ấy da. Mấy con này là 1.800.000 một con nha nè. 1.700.000 cũng được nha, nên là lấy luôn 2 con tính 1.700.000 con. Đây mình có 2 con này nữa. Con này là 8084 nha, VDS 3 lỗ. Có con 1 tạ đây. Con này là 2 tạ nha anh em. 2 tạ nha. Con này là của Hà Lan, chuông chén nha.